Chết camera, con ruột đau lòng khi thấy mẹ cho con ghẻ chọn sổ hồng. Cộng đồng mạng khuyên về ngay còn kịp. Cái gì vậy bà nội? Cô gái này đi học xa nhà nên thường hay check camera để xem bố mẹ ở nhà đang làm gì, có mạnh khỏe hay không. Tuy nhiên vào tối ngày hôm nay khi vô tình bật cam để xem, cô lại hụt hẫng khi thấy cảnh tượng mẹ mình đang chia gia tài. Và kẻ nhận được không ai khác chính là đứa con ghẻ vài năm trước ba mẹ rước về. Cảnh này thật quen thuộc. Ta đã từng thấy nó ở đâu rồi. Xách ba lô vào đi. Nhà không giàu, chỉ có vài cái sổ hồng để con sống sung túc từ đây đến cuối đời. Nên mẹ đã trải ra bàn cho con ghẻ lựa chọn mảnh đất mà con thích. Nếu con thích hết thì có lẽ mẹ cũng sẵn sàng cho luôn. Hình ảnh này đã khiến đứa con ruột đang xem qua camera không khỏi đau đớn. Thậm chí càng thấy chướng mắt cảnh đứa con ghẻ liếc mắt, dòm ngó xem cuốn sổ hồng nào là ngon nhất. Chuyện này, nguy cơ con ruột bị đuổi ra khỏi nhà là rất cao. Có lẽ phải cấp tốc về nhà ngay trong đêm thì mới mong còn nhà. Câu nói, coi chừng cái sổ đỏ giờ đây đã thành sự thật. Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng còn sát muối và vết thương. Nè, ba miếng nè, con thích miếng nào mẹ cho miếng đó. Thích hết thì mẹ cho hết. Đứa con lụm ở góc mít góc mê đang xem người mẹ chia gia tài cho đứa con ruột thừa. Rồi ngày lo sợ cũng đã tới. Nuôi ong tay áo, nuôi thỏ mất sổ hồng. Đang cho con ruột chọn trước hả? Người ta nói mắt không thấy thì tâm không đau. Còn bạn, bạn đã trải qua cảm giác đau đớn như cô gái này hay chưa? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.